ml. Nè, nó gói như vậy nè mọi người, mình sẽ không gỡ ra đâu, cái này nó gói ra cho nên em không dở ra ha. Nó gói gì cái loại này nó gói nha, còn cái loại 10 ml thì nó không có gói. Mình cho mọi người coi lại cái 10 ml ha. À, cái loại 10 ml nó không có gói, nó chỉ để vào thôi. Nó để vào thôi, mình khui là một chai khác cho mọi người coi ha. Để vào thôi ha, chứ không có gói. Cái chai này là trút ra được, coi cái chai bên trong được, chứ nó không có gói. Mình nó vậy nè, chỉ để vô vậy thôi, để đóng giấy vô vậy thôi, chứ không có gói. Còn cái chai lớn này nè thì nó sẽ có gói, nó gói này nó gói giống như gói bánh ú vậy đó, gói giống như là bánh tét bánh ú vậy đó. Chai lớn là cũng gói nè, đợt đó em cũng coi là cũng gói, nó cũng gói vậy nè, tỉ mỉ quá ha, gói chứ không có để như vậy không này, nó bị lắc, nó bị bể cái bàn sành nè, cái bàn sành đó. Nói chung là mua ở đâu cũng được, nhưng mà lựa mấy cái chỗ uy tín đó. Tại vì mấy chỗ uy tín là người ta sẽ không có pha, người ta sẽ không có pha trộn. Mình ví dụ mà gỡ ra xong rồi pha 10% nước vô thôi là cũng chết, mất chất lượng dầu nữa. Người ta vì cái đồng tiền lời đó. Nè, hồi nãy chị hỏi cái salon bát là họ nói nè, cái này bên Việt Nam em chưa có bán, cái này bên Việt Nam em chưa có bán cái loại này, mà cái hiệu của nó nè, mọi người thấy không? Mã giặt của Nhật Bản nha, 498 nha. Cái loại này có siêu nè mọi người, có siêu bằng giấy nè, không có mở ra được đâu. Này của công ty Kobayashi ha, Kobayashi. Cái này là toàn hàng nhập khẩu thôi, nhập khẩu. Nhập khẩu có công ty trụ sở sản xuất. Nhập khẩu cho nước nào nó sẽ có cái mã code của nó hết. Và đa số nếu như hàng mình không mà hàng nào mà mình nói là nhập ở Singapore là mình mua hàng tại Singapore, còn cái nào mà mình mua ở Malaysia thì mình thật sự mua ở Malaysia. Mọi người yên tâm về cái chuyện đó, và mình không có thời gian mình rảnh để mà mình pha chế hay là làm đưa giả lên, gì đâu. Đưa lên cái này để cho mọi người tin là mình đang ở Malaysia chứ không phải mất tầm phải tầm tạ. Nên là có sao thì nói vậy thôi, lời ít một tí xíu. Indonesia cho nên là em không có bán nữa. Em lấy loại dầu xin, em lấy loại dầu Singapore. Mọi người thấy không? Cái chữ Indonesia. À này này này, đúng rồi đó. Nó là cái loại của Indonesia, cái mã của nó là 988, em không có mua. Em mua cái loại dầu nước xanh này em trực tiếp em mua ở Singapore, chứ em không có mua cái ở dầu này, em không có mua ở Malaysia. Tại vì dầu Malaysia đa số là nó nhập khẩu từ bên Indonesia về, chứ không phải dầu xin. Mà cái loại này là phải mua dầu xin nó mới tốt, nó mới hay được. Bữa hôm cũng có bán mấy cái loại này nữa mà giờ không có bán nữa, tại thấy ở bên Việt Nam nó nhập sao đâu mà nó nhập giá thấp lắm chị. Chai này nè chị, mở bán có 30-35 ngàn à, cho nên em cạnh tranh có mấy đồng hả? Ờ thì nó cũng tương đương giá này, mà đổi ra tiền Việt Nam mọi người có 6 đồng. 6 đồng ở bên này là nó tương đương tiền Việt Nam, nó cũng đã tương đương ba mấy 40 ngàn rồi. Mà mua về chưa kể vận chuyển, chưa kể ship lãi gì hết, mà cái chưa kể tiền chi phí Shopee gì hết, mà đã bán là 35 ngàn rồi sao cạnh tranh lại, cho nên là bỏ luôn. Chứ thực ra mấy cái này cũng rất là hay, mấy cái này mấy cái người người ta xài dầu vừa là người ta quen á, quen cái chất dầu á người ta sẽ xài. Còn cái này cũng lấy rồi nha. Ồ, lấy một chai rồi, lấy chai nhỏ thôi, em lấy hết cái gì chị? Thì cái loại bây giờ em không có so sánh được cái loại dầu sinh, em chỉ mua được cái loại dầu Malai thôi, em không có so sánh được cái dầu sinh. Cái loại này dầu nước trắng, dầu nước trắng nó tương tự với cái loại này, hai cái loại này nó tương tự với nhau, hai loại này tương tự với nhau là dầu nước trắng. Mà bây giờ không ai vậy, ít người còn người xài dầu nước xanh, nước ba đa phần người ta xài dầu nước trắng, tại vì nó mùi nó thơm dễ chịu hơn, cái độ nó hay hơn, nó có công dụng nhiều hơn, đậm đà cái mùi nhiều.
em xua đồ á. Bên đây không có, tại vì thường là em mua hàng xong người ta ship thẳng về trên kho luôn. Không có hàng ở đây. Nên là bây giờ muốn review là phải mua lại cho mọi người. Dầu này là nó hạn 4 năm nè mọi người. Ai đâu rồi ta, cái người tính tiền đi đâu mất tiêu vậy. Này hạn 4 năm, cái chai này chai 4 năm. Mình sau khi mà mình về nhà thì mình sẽ làm cái review thì nó sẽ chi tiết hơn ha. Còn cái dầu này là 3 năm. Đừng lấy cái